Hoan hỷ chào đón các bạn. Chúc các bạn có nhiều sức khỏe, bình an, công việc gặp nhiều thuận lợi, may mắn. Hôm nay, Minh Đường Tử Vi sẽ chia sẻ với các bạn về tử vi tuổi Mão trong năm 2021 về phương diện sự nghiệp, tài lộc, tình duyên, sức khỏe và chi tiết tử vi cho từng tuổi Mão trong năm 2021. Mong rằng với những thông tin hữu ích sẽ giúp cho các bạn thay đổi được vận trình của mình tốt hơn. Mời các bạn cùng theo dõi. Năm Tân Sửu đánh dấu sự trở lại bình ổn xuyên suốt vận trình cả năm của người tuổi Mão. Công việc dù tăng về khối lượng và áp lực nhưng cũng đồng thời tăng về chất lượng và hưởng thụ tinh thần. Đường số tập trung phát triển bản thân, tham vọng mạnh mẽ hơn, nguồn động lực dồi dào, hễ đặt mục tiêu là sẽ đạt được theo ý muốn. Tuổi Mão năm 2021 thu hút thêm thu nhập ngoài luồng từ kinh doanh buôn bán hay đầu tư. Nguồn thu nhập chính chưa có dấu hiệu tăng mạnh. Có điều, vào những thời điểm vận khí xuống, có nhiều hung tinh, tuổi Mão dễ suy nghĩ tiêu cực, hành xử thiếu suy nghĩ hoặc xuất hiện thế lực ngầm cản trở, họa từ đó mà ra. Bởi vậy, dù vận khí đang trên đà ổn định, mọi thứ tưởng chừng như vào guồng, nhưng đương số đừng vì thế mà chủ quan khinh suất hoặc kiêu căng ngạo mạn kẻo hối không kịp. Sự nghiệp Xem tử vi tuổi mão 2021 cho thấy, sang năm tân sửu, tuổi mão suy nghĩ tích cực, trí tuệ mở mang, thêm một chút tham vọng, vì thế mà sự nghiệp hứa hẹn có nhiều thành công rực rỡ. Tất nhiên, trước khi có được thành quả đáng mơ ước, đường số cũng phải vất vả, tất bật, thậm chí có thời điểm ngã bệnh vì căng thẳng công việc. Không ít cơ hội phát triển bản thân và thăng tiến, hãy chủ động nắm bắt. Trong năm tân sửu, rất có lợi cho những ai làm trong lĩnh vực liên quan đến luật pháp, hành pháp, mức độ thăng tiến rất cao có điều để tạo ra bước tiến mang tính đột phá đương số phải chấp nhận đánh đổi tổn hao không ít công sức và tiền bạc cho các mối quan hệ ngoại giao tài lộc trong năm tân sửu hầu như nguồn thu nhập chính của đương số không biến động mạnh do ảnh hưởng khách quan của thời vận nói chung do bản thân chưa thực sự tham vọng và chấp nhận những mối làm ăn rủi ro và mạo hiểm nguồn thu nhập phụ có tăng tuy nhiên nó được đánh đổi bằng nhiều mồ hôi công sức hơn đòi hỏi đương số cần sắp xếp thời gian hợp lý mới có thể chu toàn mọi việc năm 2021 có nhiều việc lớn phát sinh trong gia đình như ma chay, hiếu hỷ, cho con cái học hành, đi du học, du lịch, khiến tiền bạc trồi sụt, nó có lúc không, tài chính nhiều bất ổn. Rất cần có khoản tích lũy từ trước, nếu không có, cuộc sống đôi khi cũng bế tắc. Tình duyên Với những ai còn độc thân, năm 2021 có rất nhiều cơ hội tìm kiếm nửa kia cho mình. Tuy nhiên, nhân duyên tốt lành không tự tìm đến mà đòi hỏi đương số phải chủ động tìm kiếm chỉ khi đứng dậy và đi tuổi mão mới có thể tìm thấy chân ái cuộc đời với những ai đã có đôi có cặp năm mới tình yêu thăng hoa có thể tính chuyện kết hôn vào nửa cuối năm nửa đầu năm là thời điểm mặn nồng nhưng cũng ẩn chứa nhiều thử thách nếu vượt qua thì mới lâu bền tình cảm vợ chồng khá hài hòa gia đạo nhìn chung yên ấm có thể đón tin vui về chuyện con cái nếu muốn sinh con năm 2021, các cặp đôi nên có sự chuẩn bị kỹ càng về cả mặt tinh thần và tài chính, để đứa trẻ sinh ra được hưởng cuộc sống tốt đẹp nhất có thể. Sức khỏe Xem tử vi tuổi mão 2021, trong năm không sung khắc mạnh, đương số có thể an tâm về vấn đề sức khỏe. Hơn nữa, bản mệnh có ý thức hơn về việc rèn luyện, nâng cao thể chất hay chủ động thăm khám để phòng ngừa bệnh tật nên sức khỏe trong tầm kiểm soát. Có chăng cũng chỉ là ốm vặt, đau yếu qua loa. Chỉ có điều, những thời điểm đương số lơ là, mất cảnh giác nên có thể bị té ngã hoặc va quẹt xe cổ. Thận trọng vấn đề đi lại át tránh được họa này. Năm nay, gia đình có tang chế, bản mệnh cũng đừng vì thế mà quá đau buồn kẻo ảnh hưởng xấu tới sức khỏe. Chi tiết tử vi cho từng tuổi mão. Tử vi 2021 tuổi tân mão sinh năm 1951 tùng bách mộc. Người tuổi tân mão gặp năm tân sửu, về cơ bản là một năm bình ổn. Tuy nhiên, đường tài vận của bản mệnh không vượng, vì thế tốt nhất là không nên ham làm giàu, nếu không dễ mắc bẫy của kẻ lừa đảo. Hãy thỏa mãn với những gì mình đang có và dần gạt bớt những thứ thứ yếu trong cuộc sống. Đường hôn nhân, gia đình của bản mệnh đa phần bình ổn, không gặp phải quá nhiều biến động. Tử vi 2021 tuổi Quý Mão sinh năm 1963 Kim Bạch Kim. Tử vi 2021 tuổi Mão cho thấy tân sửu là một năm không có nhiều biến động đối với người tuổi Quý Mão. Đường số vẫn đạt được những bước phát triển nhất định nhưng không quá rõ ràng, cần phải tiếp tục cố gắng trong khoảng thời gian tiếp theo thì mới mong đạt được kết quả. Về phương diện tài lộc, bạn vẫn có cơ hội gặp được một vài cơ hội kiếm thêm tiền từ các công việc đầu tư, công việc tay trái nhưng không nhiều, tốt nhất cần cẩn thận khi đưa ra quyết định, tránh rơi vào cái bẫy của kẻ xấu. Điều quan trọng mà người tuổi này cần nhớ trong năm nay là chớ nên tham lam, biết dừng lại đúng lúc công việc suôn sẻ, tài lộc ổn định nhưng sức khỏe giảm sút là những điểm nổi bật trong tử vi tuổi Quý Mão năm 2021. Tử vi 2021 tuổi Ất Mão sinh năm 1975 đại khê thủy. Người tuổi Ất Mão trong năm 2021 chủ yếu là một năm bình ổn, không có nhiều sóng gió, tuy nhiên cũng do đó mà bản mệnh khó gặp được cơ hội như mong muốn, ít thời điểm để thể hiện điểm mạnh của bản thân. Bạn cần luôn trong tư thế sẵn sàng để nắm bắt cơ hội, đừng nên lơ là, được đến đâu hay đến đấy, nếu không bạn dễ thụt lùi so với đồng nghiệp. Cơ hội kiếm tiền cũng không đến một cách thường xuyên, bản mệnh cần có kế hoạch chi tiêu hợp lý để không rơi vào cảnh cháy túi. Người làm đầu tư kinh doanh tốt nhất không nên đưa ra những quyết định vội vàng nếu không muốn hối tiếc về sau. Điểm nổi bật trong tử vi ất Mão 2021 là sự ổn định xuyên suốt vận trình năm. Đường số yên ổn làm ăn, bình tĩnh chờ thời để bứt phá. Tử vi 2021 tuổi Đinh Mão sinh năm 1987 Lư Trung Hòa. Xem tử vi tuổi Mão 2021, trên phương diện tài lộc cũng như sự nghiệp, người tuổi Đinh Mão có thể gặp được một số cơ hội để phát triển, nhưng thành quả đạt được chưa giúp bản mệnh đạt được bước thăng tiến rõ rệt. Do đó, bản mệnh cần phải kiên trì với những gì mình cho làm đúng, đừng nên dễ dàng bỏ cuộc khi mình chưa đạt được mục đích đã đặt ra bản mệnh không nên tham lam chạy theo cái lợi trước mắt tốt nhất hãy chậm mà chắc rồi bạn vẫn sẽ đạt được những thành quả xứng đáng với công sức đã bỏ ra mà thôi nhìn chung tử vi đinh mão 2021 khá bình ổn ít biến động tiêu cực đường số có khá nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp và tài lộc nhưng đa phần chưa nắm bắt được tử vi 2021 tuổi kỷ mão sinh năm 1999 thành đầu thổ có thể thấy rằng năm 2021 là một năm yên bình đối với những người sinh năm kỷ mão. Mọi việc về cơ bản vẫn duy trì ổn định. Năm nay bạn có thể bước sang một ngưỡng cửa mới của cuộc đời, đó là tốt nghiệp đại học và bắt đầu tìm việc làm. Tốt nhất bạn không nên quá lo lắng và hấp tấp, hãy bước những bước chậm mà chắc bởi chặng đường tương lai của bạn vẫn còn rất dài. Tại thời điểm này, nhân duyên của bạn khá tốt nhưng đường quý nhân thì không vượng, muốn đạt được điều gì cần phải dựa nhiều vào công sức của chính mình. Tử vi kỳ mão 2021 đánh dấu bước ngoặt mới trong đời, hứa hẹn nhiều trải nghiệm thú vị đầu đời cho đương số. Tử vi 2021 tuổi Tân Mão sinh năm 2011 Tùng Bách Mộc. Tử vi Tân Mão 2021 không có nhiều biến động đối với người tuổi Tân Mão. Vì bản mệnh vẫn còn nhỏ tuổi nên cuộc sống đa phần là bình yên, không phải đối mặt với nhiều khó khăn phương diện học tập chủ yếu vẫn duy trì như khoảng thời gian trước đó còn nếu muốn đạt được những bước tiến bộ nhất định thì cha mẹ cần phải quan tâm nhiều hơn cũng như tự thân bản mệnh phải cố gắng nhiều hơn kinh tế không có nhiều biến động tuổi này đã biết cách tiêu tiền nên cha mẹ cần dạy cho con cách quý trọng đồng tiền chi tiêu tiết kiệm quan hệ bạn bè phát triển ổn định trẻ nhỏ có thể làm quen được với bạn mới một cách nhanh chóng cảm ơn các bạn